Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn nhé. Hôm nay tôi nhân cái chuyến thăm một cái mảnh rẫy của anh chủ đất thì có quay lại một cái tước video ngắn để cho quý anh chị em các bạn là tham khảo các bạn nhé. Thì mảnh đất rẫy của anh chủ là sẽ nằm tại thôn Kon Tum Rang, xã Măng Cành, giáp với thị trấn Măng Đen các bạn ạ. Xung quanh đây là toàn là dãy của những anh chị cô chú ở trong các cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam rồi Hà Nội các bạn ạ. Thì mảnh rẫy của gia chủ hôm nay thì hiện tại là gia chủ có trồng cà phê, kèm theo là nó là những cái cây cam, cây quýt các bạn ạ. Diện tích thì cũng đã được đo đạc chính quy các bạn nhé, đã được đo đạc rồi. Tổng diện tích của anh chủ đất là 2,39 hecta các bạn nhé. Hiện nay đã đo đạc chính quy và chờ ra sổ. Thì hiện nay anh chủ đất cũng gọi là muốn thanh lý cái mảnh này ra với cái giá là 2 tỷ rưỡi các bạn ạ. Để 2 tỷ rưỡi cho cái mảnh đất này. Thì cam quýt thì các bạn thấy ở đầu video tôi có đăng thì phải nói các bạn là cực kỳ đẹp, rất là sai quả, chĩu cành luôn. Ở đây thì gia chủ đang cải tạo lại cái mảnh vườn của mình. Thế do gần đây thì anh cũng không có chăm sóc nhiều. Do anh bảo lớn tuổi rồi, bây giờ cũng không có cái sức khỏe để làm cái mảnh vườn này nữa. Muốn bán lại cho anh chị các bạn nào mà chúng ta gọi là có cái điều kiện canh tác hơn. Các bạn lưu ý là khu vực này là thuộc khu 37 hộ của xã Măng Cành các bạn nhé. Khu vực này thì sẽ xung quanh là sẽ rất nhiều những cái farm lớn của Măng Đen. Ví dụ như là Eban Farm, Thiện Mỹ Farm, Orc Farm, rồi Bạch Dương Farm, rồi Đồi Đón Gió Farm, rất nhiều các bạn, nói chung là nhiều lắm. Nơi đây tập trung rất nhiều những cái farm lớn, thu hút được rất nhiều những khách du lịch. Nếu như không có dịch Covid thì khu vực này rất là đông du khách đến. Người ta sẽ trải nghiệm cái việc là hái cam, tự hái cam, tự hái quýt ở trong vườn. Đấy, các bạn đến là chỉ việc cầm cái bịch ra ngoài vườn, thích hái quả nào thì hái, sau đó là vào cân lên và tính tiền. Đấy, hôm nay thì chúng tôi cũng có dịp vào cái khu vực này và nói là thưởng thức cam với quýt, phải nói các bạn là ngọt cực kỳ luôn, rất là thích các bạn nhé. Kết hợp nông nghiệp công nghệ cao với lại làm du lịch thì đấy là cái hướng đi của cái khu thị trấn Măng Đen đối với những cái mảnh rẫy ở khu vực này. Thì mảnh rẫy rất là rộng các bạn ạ, 2,39 hecta, rất là rộng các bạn nhé. Đấy, đã đo đạc đầy đủ rồi, sổ sách là chúng ta chỉ chờ thôi. Và gia chủ có đảm bảo rằng là sẽ ra sổ cho các bạn, đấy, yên tâm. Đây là một vấn đề phải nói cực kỳ quan trọng. Nếu không ra được sổ thì gia chủ sẽ đền gấp đôi. Đấy, các bạn cứ yên tâm về cái mảnh rẫy này. Gia chủ cũng hết sức là thiện chí muốn bán cái mảnh rẫy này ra. Đây thì nhân tiện cái chuyến đi thì tôi quay lại một cái tước video ngắn các bạn nhé. Thì nó sẽ không được gọi là rõ ràng về cái hình thù một đất. Vì mình cũng không cầm theo cái dụng cụ quay video các thứ các bạn. Gọi là cầm, gọi là ngẫu hứng thôi. Ngẫu hứng để quay lại cho các bạn thôi. 2,39 hecta đã được đo đạc chính quy, chờ ra sổ. Và hiện tại gia chủ giá mong muốn là 2 tỷ rưỡi các bạn nhé. Anh chị các bạn nào có cái nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi. Số điện thoại và Zalo 0977 237 096. Tôi sẽ dẫn các bạn vào đối lại gặp chủ đất và chúng ta thương lượng thêm các bạn nhé. Và các bạn có thể thực tế đến cái trải nghiệm cái mảnh rẫy này. Thì mảnh rẫy này thì sẽ đã có một cái hồ rồi.
đã có một cái ao rồi, và bên cạnh mảnh rẫy này thì đã có một cái con suối các bạn nhé. Có một con suối đấy thì rất là gọi là rất là ổn đấy các bạn. Đây, vào đây có cả rắn nữa các bạn này. Cái khu vực này nó còn khá là hoang sơ các bạn nhé. Đấy, rắn các bạn. Đây, mảnh rẫy của chúng ta này, cái làn danh thì bắt đầu từ mấy cái cây cao cao kia các bạn này. Đấy, nó dọc theo, nó bám theo một cái con suối các bạn. Đấy, nó men theo cái con suối dưới này nhé. Dưới này có một con suối. Đấy, nó chạy thẳng xuống dưới kia. Đây, phía trên này thì nó chạy thẳng cái làn danh. Nếu các bạn có thể xem một số cái hình ảnh trên Google Maps, mà tôi có vẽ lại cái hình bản đồ đã được đo đạc địa chính, gọi là chính quy rồi. Đấy, các bạn yên tâm. Hình thù là đất là có rồi, đo đạc rồi. Chờ ra sổ thôi. 2,39 hecta. 2 tỷ rưỡi các bạn. Khu vực này đất đai đất đỏ màu mỡ các bạn nhé. Canh tác cây ăn trái, rồi trồng cà phê, rồi trồng những cái loại cây xứ lạnh là rất là ok. Rồi chúng tôi cũng xin kết thúc cái review. Cảm ơn cái sự theo dõi của mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau.